Rồi tới Mấy cái đâu rồi công ty này hơi bị lâu à. Ngày hôm em? bữa phân bổ công Em có làm bài tập với nhau không? có phải tập gì đâu làm anh. Thì đây nè, đây chính là bài tập cho cái gì, cái này em có làm thêm với nhau không? Dạ không, xong rồi làm gì nữa đâu. Thì em phân bổ công cụ dụng cụ xong rồi. Hết. Còn tài sản với lương nữa. À, ủa là giờ mở mở giùm tôi cái bảng cân đối tài khoản này. Rồi đọc anh, đọc dữ liệu anh. Nó hiện xanh 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 đây là sao vậy anh? Phần mềm nói vậy em. Có chỗ chỗ không? Carbon tài sản cố định chưa làm em. Ủa kỳ vậy ta? Anh cho em chút nè. Ủa mà em sạc pin rồi mà sao sáng hay nó không nào ta? Tùy thuộc ha. Sao anh? Chỗ đây hả anh? Ừ. Ý là giờ làm gì? Rồi bây giờ làm đang suy nghĩ coi thử là giờ chọn cái hướng nào cho em không? Thì những cái phần cần phải làm này, ví dụ như carbon tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định này là em chưa có kích khấu hao được không? Ý là em có biết là Giờ nha, giờ như gì đi, giờ em cái ví dụ đi với cho em cái bảng chữ T của cái phần tài sản cố định với hai bọn này thì giống như hồi cái công cụ dụng cụ vậy. Như vậy thì em mới biết làm chứ. Làm trên phần mềm thì dở rồi, hiểu bản chất là mới ấy. Ví dụ như khi mua tài sản về em rồi. Ok, tắt hai, sẽ hợp tắt tâm. tắt hai em, tắt hai em, tắt hai xem màn hình của em. Dạ. Em có thấy không em? À, thấy thấy không thấy gì hết. Rồi đây nha. Mà đây anh để camera nó xa đúng không? Đây. Đây là mua tài sản này. Và đây là thuế này. Ví dụ tài sản của mình á là chỗ này á là mình có là coi thử 1 tỷ ấy. Đúng không em? Nợ 211 1 tỷ. Rồi, với chỗ này á là chỗ này là 0,1 tỷ. Đồng ý không? Nợ 133 0,1 tỷ. Rồi, chỗ này á là nó sẽ là
331. Có 331 là 1,1 tỷ. Ok không? Ok. Rồi. Rồi khi mà thanh toán ở chỗ này thì chỗ này không có ba cái khúc này nữa nha, được không? Cái khúc mà khi mà mua thanh toán ấy. Ok ok ok, cái đó dễ rồi. Rồi ok. Bây giờ là tiếp tục. Khi trích khấu hao. Trích khấu hao đây. Thường á là có sẽ có như công cụ dùng. Từ từ. Như công cụ dùng. Từ từ. Theo 42 này. Ví dụ thông thường ở đây á là trích khấu hao nó sẽ là như thế này đúng không em? Này, mọi người hay hạch toán như thế này. Ví dụ như đây là 1 tỷ dạ. Trích khấu hao trong vòng 10 năm là cứ 1 năm ấy. Anh đợi tỷ. Em xíu nha. À. Em cho em xíu một chút. Nếu mà em gán không được thì đã đáp ứng nhờ anh gán không được. Em nghe anh. Ok. Tinh thần á là mọi người hay bị nhầm chỗ này nè. Ví dụ như bây giờ là trích khấu hao trong vòng 10 năm thì cứ 1 năm là 100 triệu đúng không em? Dạ. Yeah. 100 triệu trên năm. Đấy. Nhưng mà câu chuyện ở đây á là đi từ tài khoản 211 ấy là sai. Vô đây á thì là đúng này. Đưa vô chi phí là đúng. Nhưng bây giờ là có hai vấn đề ở đây á, là tạm thời chấp nhận chỗ này là 602 là đúng. Nhưng mà trước khi nói chỗ này là đúng á, thì giờ tôi giải thích cái chỗ này. Tại sao đưa vô đây là đúng này. Trước khi nói chỗ này sai là giải thích nó sai như thế nào. Được không? Yeah. Tại sao đưa vô 602 là đúng. Tại sao có lúc á, là người ta lại đưa vô 154. Ví dụ như thay là đưa vô 627. Hay đưa vào đâu đâu á. Ví dụ vậy. Có khi nó lại đưa vào một cái tài khoản nào đó thì câu chuyện là tại sao đưa vào chỗ này này, thì ở đây này cái tài sản này dùng để làm gì, câu hỏi này dùng tài sản này dùng để làm gì, dùng để làm gì và phục vụ cho bộ phận nào, em hình dung không? Dạ. Có nghĩa là mình căn cứ vào mục đích sử dụng để mình phân bổ chi phí ha. Chính xác. Nếu mà cái tài sản này là dùng cho công trình, chỉ dùng cho công trình đấy, thì nó không đưa cho 642 được. Em hình dung không? Có nghĩa là tài sản này là ví dụ như chiếc xe dùng chợ để ông giám đốc đi ký hợp đồng thì điều 602 là chi phí quản lý doanh nghiệp, đúng không? Yeah. Còn cái đó mà nó phục vụ cho cái ví dụ như là chi phí chung, đó, thì điều 627, đây, nó sẽ đưa vào đây. Đấy.
Lý do tại sao Ý đó là là khi giờ mình đưa vô công trình thì mình không có đưa vô 642 hả anh? Để có em nha. có nghĩa là Bao nhiêu vậy Trâm? vậy nè em, là phải xét là cái tài sản nó phục vụ cho cái chỗ nào, em hiểu không? Ví dụ như nó phục vụ cho quản lý, nó phục vụ cho quản lý thì đưa vào chi phí quản lý, còn nó phục vụ cho cái phần mà xây dựng sản xuất gì đó là chỉ phục vụ chi phí chung thì đưa vào 627. Dạ, ok. Rồi, thì đơn giản vậy thôi. Đó. Còn 154 anh. Còn Một một năm năm tư là câu chuyện ở đây là nó giống như 627 thôi, hai cái nó giống nhau. Lý do tại sao 154 và lý do 627 là có nghĩa là như thế này. Một cái là dùng cho cái doanh nghiệp nhỏ thì người ta đưa vào 154. Còn doanh nghiệp lớn thì đưa vào 627. Thì do là cái thông tư mình sử dụng, mình áp dụng cái thông tư nào mình làm. Hình dung không em? Vừa căn cứ vào thông tư á. Tức có nghĩa là mình sự lựa chọn giữa mình đó là mình làm theo cái quyết định là quyết định nào. Giờ em cứ cứ hồi giờ em cứ học là 627 thì giờ cứ 627 thôi. Thì tôi sẽ giải thích cái chỗ này nó sâu hơn, giờ tôi không có muốn đi sâu vào chỗ này, nó sẽ làm rối cho nên giờ tôi tạm thời là không có đi vô chỗ này nhiều. Đúng không? Giờ tôi chỉ muốn hướng đến là em là hiểu cái chính ấy. Cái này nó chỉ là cái phụ trong quá trình này thôi em à. Cái đi qua 627, 642 này nó chỉ là cái phụ thôi, nhưng câu chuyện là để mình hiểu một việc là tất cả mọi thứ, kể cả chỗ này tôi nói thêm nữa cũng vậy, kể cả mà 242 cũng vậy luôn, em hình dung không? 242 cái công cụ dụng cụ ấy, nếu cái công cụ dụng cụ mà nó phục vụ cho chi phí quản lý doanh nghiệp ấy thì đưa vào, nó sẽ đưa vào 242, rồi 242 nó đưa vào 642, em đồng ý không? Còn cái công cụ dụng cụ mà nó phục vụ cho chi phí chung cho ngoài công trình hay là cho phục vụ cho tính giá thành sản phẩm thì nó phục vụ chi phí chung là đưa vào 627. Chỗ này em thống nhất chỗ này chưa? Cái thống nhất thì chỗ này là ổn nha. Rồi bây giờ mình lại quay lại này, tại sao chỗ này nó lại sai? Thì căn bản nó không giống như là 153 ấy mà. Cái này 211 là tài sản cố định, 153 công cụ dụng cụ thì thường nó cũng sẽ chạy qua một cái tài khoản trung gian khác nữa. Đây. Để chuyển qua cái nó sẽ chạy qua một tài khoản trung gian ở đây rồi chạy qua đây. Đấy. Có nghĩa là nó sai cái tài khoản trung gian, em hình dung không? Tài khoản trung gian là gì, đố em biết không? Tài khoản gì trích khấu hao, tài khoản gì trích khấu hao em? 214 hả? Đúng rồi đó, trích khấu hao là tài khoản 214 đây, nó sẽ đi từ đây qua đây. Đấy. Thì đây. Ví dụ năm đầu tiên là 100 triệu Vậy thì nó là sẽ nói khi mình mua tài sản về là mình sẽ kết chuyển nguyên một cục qua không 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 ba không bên 21 luôn hay là như thế nào ạ? không 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 nó không có cái động tác chuyển qua đây, anh hiểu không? Nó không có qua đây, Không có động tác đó. không có cái động tác này, không có. Nhưng mà tôi dẫn dắt là để cho em hình dung ấy, là nó có dùng tài khoản trung gian, chứ còn mà giảm tài sản cố định là không có giảm. Chỉ khi nào mà làm cái công việc ví dụ như là làm cái việc bán tài sản thì lúc đấy mới giảm thôi, Bán lúc bán thôi, em thì hiểu không? có nghĩa là mua gì mình vẫn đưa vô 211 bình thường, xong Đúng sau đó mình sẽ phân bổ nó, mình trích khấu, mình trích hao mòn dần dần. không? Ừ, đúng. Đây. Đây bên trái cái ba đường kẻ là đó là mua tài sản, bên đây là mua tài sản, đúng không? Mua tài sản cố định này, bên đây là khấu hao tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định. Đấy. Bên đây là mua, đây là cái khấu hao. Cái khấu hao á thì nó sẽ là nợ 642 và có 214, cứ vậy thôi. Một mã tài sản nào mình sẽ đưa vô đó mình tích bình thường. Thế Rồi được tới còn khi nào hết thôi. tích nó nào hết thôi, vậy sao hết, đơn giản vậy thôi. Câu chuyện này ý là ổn chỗ này chưa, cái khó là nó chỗ này này,
Cái khó là có nghĩa là em thấy cái chỗ này đưa vào chi phí này, đồng ý không? Chi phí này có được trừ không? Có nghĩa là câu chuyện khó là cái chi phí khấu hao này là chi phí được trừ. Chứ còn mà về trích ấy, thì nhưng mà giờ là cũng phải nói cho nên dứt điểm cái phần trích cái đã. Là em mua vô cái tài sản này 1 tỷ, thuế 100 triệu, thì tổng mà em phải trả là 1 tỷ mốt. Rồi mai mốt em trả gì đấy thì nó là qua 112 gì đấy là chuyện dễ rồi, ok. Bây giờ khi trích khấu hao thì nó sẽ là có 214. Trích khấu hao là có 214. Rồi nợ cái tài khoản gì đó, nếu nó phục vụ cho chi phí quản lý doanh nghiệp, phục vụ là quản lý doanh nghiệp thì nợ 642. Đây cụ thể nó là nợ 642. Đây nó là nợ nợ 642 có 214, 100 triệu nhỏ quá hả? Thấy được anh, thấy được. Mắt em tin lắm. Rồi, đây. Câu chuyện là như vậy, đúng không? Và đây Vậy là thì nếu bên mà có 214 sẽ không bao giờ đúng không anh? sao em? Có 214 à, bữa anh có nói em là bữa anh có nói em là cái gì tài khoản đầu đầu bao nhiêu là bằng không, quên mất rồi. Năm sáu ok. Rồi ok không? Bây giờ như thế này, nếu mà đây, nếu ví dụ như đây, nếu mà nó phục vụ cho chi phí chung ấy thì nó sẽ là nợ 627 có 214, được chưa? Là 100 triệu vậy thôi. Đó là tính theo năm nha, nhưng mà thường mình sẽ hạch toán theo tháng. Nhưng mà ví dụ như là mình hạch toán theo tháng này. À, vì cái khác là mất hồn, chuột mất chạy mất hồn. Đây, ví dụ như hạch toán theo theo tháng này là có nghĩa là toán theo tháng này nợ 642 có 214 là số tiền nó sẽ là 100 triệu thì cho 12 tháng, do là giờ tôi không tính ra bao nhiêu ấy, cho nên là ghi nhận nó như vậy thôi. Em đồng ý không? Cứ một tháng là mình sẽ hạch toán cái số tiền đấy, cứ một tháng là hạch toán số tiền đấy. Thì nó giống Đó. như cái công cụ dụng cụ. Ừ thì y si vậy thôi, đâu có gì khác đâu. Nó chỉ khác ở chỗ là nó không có chuyển, nó không có cái bút toán đỏ đỏ như thế này, nó không có cái động tác đỏ như thế này, nó không có động tác này. Đây, nó không có động tác này. Không. Nhưng mà mình vẫn tính hao mòn tài sản đó từng lần, theo từng lần. Ừ đúng rồi, phải tháng theo tháng. Ví dụ như bây giờ em trích khấu hao trong vòng 10 năm thì một năm là bao nhiêu đó, rồi em chia cho 10 năm, rồi em chia cho mỗi năm em chia lên 12 tháng là một tháng bao nhiêu đó, là nó ra số tiền đó vậy thôi. Ok. Ừ, ok rồi. Bây giờ là đầu mất học. Rồi, giờ tôi khuyên em á. Giờ làm sao anh?
vô phiếu kế toán em. Ý là vậy em xử lý cái gì ạ? Phiếu kế toán em thì vô em xử lý cái việc như mới vừa rồi đó là nợ 642 có 214 đó. Là em có chuyển cái này qua 113 triệu vào đúng không? Em vô chứng từ rồi. Em có đọc tài liệu không? Tài liệu gì? File hướng dẫn đó mà. Rồi, vô không, phiếu ý là ý bây giờ là mình xử lý cái tiền gì ạ? Là mình xử lý cái bút toán, em hạch toán cái bút toán nợ 642 có 214 đây mà. Là xử lý tiền khấu hao á. Trong cái bảng của em đã các bạn trích khấu hao á. Giờ xử lý hết vậy là xử lý hết 117 không ạ? Sao em? Vậy là vậy là bây giờ mình xử lý 113 triệu đó. Chị, em cứ mở đi. Em coi cái file của em bao nhiêu tiền thì đâu có nhớ. Mở ra coi. Cái vấn đề ở đây là giờ hạch toán cái số tiền trích khấu hao đấy. Giờ trong đó trích khấu hao là bao nhiêu? Trang máy. Gần cuối cùng. Em thấy là được, chứ tôi thấy rồi, tôi biết trang thôi, tôi tìm thấy mà. Không có số trang gần cuối. 64, 63, 62, 61, 60. Em thấy chưa? Bản chi tiết khấu hao tài sản cố định 2020 đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đó. Giờ em có thể tính được cái tháng 1 là bao nhiêu tiền được không? Trời ơi, nó mơ. Trang 41 em à. Em xem trang 41 em. Để em mở PDF bên em giờ xem. Cái số tiền của tháng ấy là 12 triệu ấy, em tính được không? 11 triệu 375 ấy, thấy không? 11 375 là em lấy 712 phòng 75 em chia cho 7 tháng hả? Tính đây, tính đây, tính thử đây. Em lấy năm năm 2019 này mà, em qua năm 2020. Thôi tính cái này rồi xong ấy, rồi qua năm 2019 tính thử. Đúng đúng sai rồi vậy em qua năm 2019 em xem anh 2019 cái chỗ nào anh trang 41 em à bốn mươi mốt là hết đâu. Vậy là 42 ấy. 42 hay là tức là cái bảng chi tiết năm 2019 này, bảng chi tiết trích khấu hao năm 2019 nha mà. Lùi nữa. Lùi hay tới đây. Tới đây. Sẽ có số trang đấy nó khác số trang. Không tới em, chắc là 444 ấy. Cái là trang mấy? Con máy là nằm ở hóa đơn rồi. Ở đây là theo quyển vở là 43, 40, 41 á. Vở trời ơi.
tài khoản ngân hàng này. Em cứ đi từng trang em mà bôi hết em mở luôn lần các trang ấy cho nó tiện, bấm phím cho nó nhanh, bây giờ mò cái lâu em bôi hết em mở hết một lượt luôn các file PDF luôn. Ừ, gần ra rồi. Rồi tới một cái nữa. Đây. Rồi trang mấy vậy? Trang này trang mấy? 39. Rồi, đấy. Rồi dựa đây là hiện tại là em đang nhìn thấy cái bảng năm 2019 của ta để lại cho em. Để em tiếp theo làm năm 2020. Thì giờ là em có biết được là tháng 1 năm 2020 trích bao nhiêu tiền không? Rồi giờ tính đi. Từ từ nha. Tài sản đưa vào sử dụng hồi lúc là ngày ngày 19 tháng 3 năm 2019, tích khấu hao 72 tháng, 72 tháng là lấy 819. 72 tháng là mỗi tháng là 11, 11 375. 11 375 nhưng mà tháng bắt đầu là tính ngày 19 tháng 3. Tháng 3 31 ngày, chia cho 31 nhân cho 19, 19 21 23 45 6 7 8 9 30 31 nhân cho 13 ngày. Ở trong đây trang nhân 12 ngày. Sao bị lọt ta? À, ý của tôi á là tôi cần em tính năm 2020 thì ra năm 19 nó không đạt nặng lắm. Em hình dung không? Nghĩa là Giờ em biết tính năm đúng vậy 2020 không? thì Giờ giờ còn còn cái tháng 3 á, là em cho nó là đúng hay sai thì giờ theo em là số đấy đúng không? không đúng. Tôi không biết đúng hay sai giờ mình cá độ vui không? Có Anh nghĩa không là cá như thế hồi được này, anh ơi. theo em nó vẫn đúng nhưng mà theo người ta nó vẫn đúng bởi vì cách tính của mọi người nó khác nhau thôi đó, em hình dung không, em hiểu ý không? Ở đây là tôi không phải là chứng minh đúng sai đâu, nhưng mà có nghĩa là ví dụ như bây giờ người ta tính đúng thì điều đó là chấp nhận là nó đúng chứ không hẳn là em đúng hay là người ta đúng, cả hai đều đúng hết á, bởi vì mỗi người có một sự lựa chọn là ví dụ em chọn số ngày ấy, em hiểu ý không? Ví dụ có thể là em tính bắt đầu từ ngày 19 nhưng họ có thể là bắt đầu từ ngày 20, ví dụ vậy. Nhưng mà ở đây quan trọng là giờ mình cần thảo luận á, tại vì thời gian mình nó cũng không có nhiều. Bây giờ mình thảo luận chính á là tháng 1 năm 2020 ấy. Tại vì cái cần ở đây á là em sẽ phải tính cho được là tháng 1 năm 2020. Không, tập cho em cái thói quen để em làm năm 2020 tháng 1 là em tính như thế nào và tính được hay không. Đấy, ví dụ vậy. Để mình tiếp nối theo cái chỗ này, còn cái số của họ thì vẫn phải bắt buộc là mình vẫn phải coi thử là họ làm đúng hay không, chứ không phải là hẳn là họ làm đúng hết. Nhưng cái này nè, cái cách có thể là đơn giản nhất đó là em lấy cái số đó, em chia ngược lại cho nó nhanh. Đúng không? Sao ta? Cái Năm đấy có thể là một 2020 rồi anh. phần, cái đấy mình có thể bỏ Tôi qua cũng làm hiểu gì hết nhà rồi, mà nhưng bây làm giờ bài tính tập không? rồi, cái số này mình bỏ qua làm gì nhà mà làm bài tập được không? Giờ giờ mình cần thảo luận là cái chỗ tháng 1 năm 2020 ấy. Dạ, em đang tính tháng 1 năm 2020 nè. À ok. Nhưng mà sao tính chưa ra? Đấy là vấn đề đấy. Ừ. Phải ra rồi mà nó không biết đúng sai chứ sao chưa ra. Ý là 72 tháng lần mà 72 tháng thì tháng 1 năm 2020 cũng là 11 375. Nhưng mà không hiểu như thế nào để mình tính ra số đó. Hỏi lại được không? Hỏi hỏi cách khác Chắc giùm chắn tôi đi. là không.
Lại em đâu biết hỏi sao. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là em nhìn lại nha, vấn đề là em vẫn tính ra được tháng 1 là 11 triệu 375 đúng không? Nhưng cái em đang thắc mắc là cái gì vậy? Mình làm rõ chỗ này. Cố gắng. Là cái giá lấy, tức là ý em nói là em sẽ lấy cái giá trị còn lại của năm 19. 2019, cuối năm 2019 thì em sẽ chia tiếp cho bao nhiêu tháng còn lại. Tại sao là lấy giá trị còn lại? Câu trả lời luôn nha, khỏi cái lấy giá trị còn lại, em chỉ lấy cái nguyên giá, mãi mãi em chỉ lấy nguyên giá em tính thôi em. Ghi sổ giùm tôi, đừng có bao giờ lấy cái giá trị còn lại trong cái hoàn cảnh này này, không? Khấu hao này. Đó. Bởi vì á là cái giá trị còn lại là để cho mình nhìn thấy thôi, để mình biết thôi, chứ còn mà tính cái số tích khấu hao là em vẫn phải nguyên tắc tích khấu hao là em tính bằng gì? Số khấu hao là bằng gì? Là nguyên giá chia cho thời gian mà đúng không? Chứ đâu có phải tính giá trị còn lại chia cho thời gian đâu. Giá trị còn lại là để theo dõi thôi, chứ còn nguyên giá mình cứ vẫn theo nguyên giá chứ. Ổn không? Rõ. Ok. Ừ. Rõ Mà từ sao? từ để em tính cái năm 2019 rồi anh hả? Ý là giờ bài tập thì mình ghi nhận vậy thôi nha. Ừ. Chớ mai mốt là cố gắng mấy cái 19 thì cũng không cần phải quá đặt nặng nó lắm đâu. Tại vì số liệu lên số liệu của người ta. Em hình dung không? Một lẻ sáu chín hai năm, một lẻ sáu chín hai năm giá house là bằng, anh cho em hỏi cho đây xíu đi, giá trị khấu hao nè là bằng 819 chia cho trừ cho 106 hả? Chắc là cái chỗ đấy là em coi thử phải giá trị còn lại không, em lấy em trừ ra phải giá trị còn lại không. Không, không đúng, 800 lẻ mấy triệu lận, đây có 712 à. Thì em lấy hai số đấy cộng lại coi thử phải không. 1925 cộng cho mấy 12. Ừ, đúng rồi, sao nãy em tính cái đó không ra, Cái khi mình em lấy identify tính PDF là nó bị thiếu cái chữ còn lại, tức là cái đấy là giá trị còn lại 818. đúng Dạ. không. Đó thì tổng khấu hao của 12 tháng là cái 106925 đấy, còn cái kia là giá trị còn lại. Thì sau sau này em cứ tiếp tục em mang sang, không em mang sang rồi câu hỏi này. Ý là giờ giờ cái chỗ này là số tiền tích khấu hao của mỗi tháng là em đã rõ đúng không? Em ghi lại giùm tôi cái công thức nha, là số tiền tích khấu hao là bằng bằng nguyên giá chia cho thời gian nha. Được không? Dạ, ok. À, bây giờ cái khó ở chỗ này nè. Là 819 đúng em hiểu ý Đúng không? không hả? À, cái này nó mới là cái khó mà nó rất là dễ sai, chứ không phải là vấn đề em tích khấu hao bao nhiêu đâu ha. Tức là cái tích khấu hao bao nhiêu là cái này nó rất là dễ, nhưng mà nó lại cái sai trầm trọng á là nó nằm ở chỗ 819 thế này, em hiểu ý không. Dạ. À, có nghĩa Có là nghĩa cái cơ là tính nguyên giá, lấy nguyên giá của tài sản bị sai á. không phải cái nguyên giá của cái kế toán. À, em nói đúng, có nghĩa là cái nguyên giá là lấy bị sai, nhưng ở đây là cái nguyên giá người ta xác định bị sai chứ không phải là mình lấy sai, em hình dung không. Ý của em là có nghĩa Dạ. là mình làm mình tính, tức là ví dụ như thôi bây giờ cái ý của em thì không cần giải thích đâu, nhưng mà tôi đang nói cái ý để em hiểu rõ là bữa sau nó dễ bị sai những cái trường hợp nào á. Tức là cái việc trước khấu hao á là cái số tiền 11.375 ấy thì nó dễ bằng cách là lấy nguyên giá chia cho 72 là nó ra số đấy, ok rồi nha. Còn cái tháng 3 á, thì cái đấy cũng cái này tính được rồi. Còn giá trị mang sang ấy, thì cũng dễ rồi, nhưng mà câu chuyện là cái xe đấy có đúng là nguyên giá nó 819 triệu hay không, và nó có hồ sơ gì đó liên quan cho cái chỗ này hay không, thì cái này em không có là coi như sai. Hình dung chỗ này không? Cái chứng cứ để dẫn chứng cho cái chuyện này, mà cái này là thường hay quên, thường hay sót. Rõ không em? Tức là Dạ. giờ giờ em đang tiếp nhận cái hồ sơ của người ta, và cái hồ sơ đấy là nó ghi nhận là 819, nhưng
khi vô kiểm tra thuế người ta không có dựa theo cái số này đâu, mà người ta đòi hỏi cái hồ sơ tài sản đâu, em hiểu không? Cái hồ sơ tài sản chứng minh là cái xe này đã thanh toán chưa, rồi là giá trị nó 819 đúng không, chuyển khoản 819 đúng không, 90 triệu chuyển khoản, tức là tiền này đã được chuyển khoản chưa, hóa đơn nó ghi nhận đúng không, rồi cà vẹt nó đúng không, thì cái này là nó phần sau. Nhưng mà giờ trong cái giai đoạn này tôi nhắc cho em biết biết chút chút vậy đó, còn cái đoạn đấy là sẽ sau này sẽ làm việc rõ hơn nữa, hình như không, cái đoạn mà kiểm soát hồ sơ ấy. Cho nên là cái vấn đề ấy, là tôi đang muốn nhiều cái chuyện này này để tôi nói nhiều, cho nên là quay lại chỗ này tôi nhắc em chút, cố gắng là em xem cái tài liệu, em chịu khó xem tài liệu rồi em chịu khó làm sai cũng được, em hình như không, cứ làm đi. Rồi trong quá trình làm, kể cả em đang làm mà em chỉ cần thấy cái đấy sai, thấy cái đấy không hiểu là em cứ gọi tôi bất kỳ lúc nào, em hình dung không? Thì cái vấn đề này mình sẽ giải quyết, cái thời gian mình làm việc nó sẽ ngắn hơn và nhanh hơn. Thì câu chuyện là nói như vậy để cái vấn đề ở đây á, là mình sẽ đi sâu vào nhiều vào cái chỗ mà làm sao để cái hồ sơ mình ít sai nhất có thể. Có nghĩa là em có làm đúng về mặt số học nhưng mà nó vẫn sai. Em có đồng ý là em hạch toán 11, 3, 15 nhưng nó vẫn sai không? Em hình dung ý này không? Bởi vì cái sai này là sai của cái ông nội quá khứ để lại cho em, là em hưởng theo quá khứ của người ta. Và em vô tình em nhìn nhận cái số liệu đó này, thừa nhận cái số liệu của người ta là số liệu đúng. Hình như không? Đó, ý là như vậy. Dạ. Ok, rồi tiếp tục. Là em bật cái năm 2020 ấy là coi lại, là cái số này là như vậy là được chưa? Rồi, zoom lên. Đấy. Chờ tới tháng 7, tháng 8, 9 rồi anh. Chờ mấy tháng nó không hoạt động á? Khi mình không hoạt động là mình sẽ không thích khấu hao của nó. Cái này nó có hai cái câu chuyện ở chỗ này, là cái bài tập này á, là nó làm cho đến tháng 7. Còn tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 á, nói theo đúng luật nó như thế này em. Là em nhớ lại cái phần mà phần học của mình không? Là tài sản không hoạt động. Nhớ không ta? Còn được rất khấu hao. Nhưng mà thời gian đó là sao? Thời gian không hoạt động là bao lâu? Lý do không hoạt động là gì? Thời gian không hoạt động Rồi ghi nhận đừng 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 đừng, đừng, đừng ở đấy là làm cho mình bị vướng. Em cứ ghi nhận cái câu hỏi đấy, tôi hỏi là em đang quên hay là gì, ghi vô trong sổ em về coi lại là bữa sau nó sẽ nhớ hơn. Ý tôi đang muốn nói á, là có nghĩa là cái nguyên nhân của cái việc này á, là coi lại là có nghĩa là được rất không ao, nhưng nếu mà vì lý do gì đấy thì cái chi phí nó vẫn sẽ bị loại, hình như không? Còn cái này là cái bài tập đưa ra là để cho coi như là làm tới tháng 7 thôi. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là chưa có làm. Hình như không? Chưa có làm. Yeah. Nhưng mà giờ là ví dụ như em thừa nhận là làm cho cả năm thì vẫn chỉ trích không ao luôn. Có nghĩa là nguyên tắc á, trích không ao là vẫn trích không ao. Còn đưa vô được chi phí hay không thì phải coi lại là cái tài sản đấy có đưa vào hoạt động hay không. Mà nếu mà nguyên nhân không đưa vào hoạt động thì vì lý do gì? Nếu lý do là ngừng vì vụ mùa, hay là ngừng vì lý do là sửa chữa, thì thời gian ngừng nó là bao lâu và sửa chữa là bao lâu, nếu mà nó bé hơn quy định thì vẫn đưa vào chi phí, vẫn trích không hao bình thường, hiểu không? Đó là quy định. Còn ở chỗ này là tôi đang giải thích cái chỗ này là cho em hiểu như vậy đó. Còn giờ ví dụ như giờ em quyết toán đến 7 tháng thôi, đúng không? Còn nếu mà em quyết toán 12 tháng thì em trích không hao 12 tháng luôn, ok không? Thì làm theo 7 tháng theo như bài tập để cho dễ giờ. Rồi cho nó dễ, không nhắc gì đây. Dạ. Làm thử 1 tháng anh nha. Ừ, làm ấy. Còn em làm 1 tháng thôi xong qua cái khác. Ừ, đúng rồi. Mấy tháng sau lát nữa em trách xong. Đúng rồi. Chỗ tôi giờ là phong tỏa nè. Chị em bị cách ly rồi anh à. Chị em đưa đi cách ly tập trung rồi. Ừ, kể gì đâu. Tôi trong đấy đi cái ra quê... Tôi trong đấy đi ra dương tính luôn.
Em thì đúng trường hợp ấy mới nặng, tôi là không tiếp xúc với ai. Tiếp xúc với bài bạn rầu. Thực ra là tâm thế của cái người đã đi nó cũng lo lắm, mà thời khắc bây giờ là nó quá đông, còn tôi lúc đấy vui Còn chơi đỡ thôi. đi đi. Cái này đặt tên được hả anh? Ừ, đưa vô. Tên khấu hao tài sản cố định đúng không anh? Ừ. Dừng giải đi sao ta? Gái sẽ gửi gì đâu mà mười hai giờ đêm nay là chốt hết. Anh thì giờ đi sao anh? Ủa trời ơi, chết không ao hay mà chết không ao tháng mấy đó, chết không ao tháng mấy đó. Rồi vậy thôi. Đặt Em đến rủ đi vô mày đưa vô hả? Ba rủ Tâm vô. em có rổ nó đâu, em cũng có nhìn mặt nó đâu mà rổ. Rồi Tâm mình đang cắt tóc hả? Anh 10 ngày rồi mà À, những 10 ngày chúng ta chưa gặp nhau nè ta. Rồi, bữa chín hai hai anh em. để Đâu có hai hai em. hai bữa nha. Phải đâu. Giờ mình đang có gió, tôi thấy á. Cái mấy bữa đâu có gió đâu. Đâu một vô sớm vậy? Okay. Rảnh hôm nào vô đấy. Đem đây. Đem đây. Không được. Không nên nha. Chút xíu nữa, Rồi chút em xíu cho nữa dịch mấy tái bạn sao kia, rồi đó luôn. tôi kêu mấy bạn kia vô có được không biết. Dịch kinh khủng rồi, đi cách ly quá cái luôn. Không phải không? Kiểu đây nhé, tao tới tao chưa được gì nhỉ. Rồi cái tâm giờ mình đi là phong tỏa hết rồi, khu vực đông qua giờ là phong tỏa tùm lum hết luôn. Rồi tiếp em, mở bảng cân đối phát sinh đi. Cái bài giờ cũ ở ba giờ giờ bài giờ cũ tâm tâm vô là cũ hỗ trợ ngang tâm, nhìn nhìn coi bạn làm nó có chỗ nào nó chưa ổn và chỗ nào để mình tập thói quen, hình dung không? Rồi đọc đọc dữ liệu chưa? Chưa đọc đọc rồi dữ liệu anh, mà. đọc rồi Rồi. mà Rồi, nhìn thấy số âm không?
âm. Phải không? Chỗ đó bị sai nha. 9636 đây. Sao sao âm người ta? Ghi vô sổ mình này thấy mấy số âm là nó sai à. Hiểu không? Rồi. Rồi bây giờ quay qua cái chỗ mà chứng từ ấy. Đóng anh, đóng anh. Đóng luôn. Đóng gì anh? Thì ý nó mới có cái hộp thoại đó, nó hiện lên mình đóng. Bây giờ quay qua cái chỗ mà phiếu chứng từ, phiếu kế toán ấy. Phiếu kế toán mà chỗ phân bổ chi phí trả trước ấy, đúng rồi, vô tháng 1 có chưa? Lật cái tài liệu ra. Ông lật tài liệu ấy, lật tài liệu. Hiện tại là cái tài liệu á, là mình đang làm là nó có sẵn cái tài liệu của năm 2020 luôn. Nhưng mà thực tế mình đi làm ấy, thì cái bản năm 2020 mình không có. Đồng ý không? Và cái việc của mình ấy, là mình tự trích, tự phân bổ. Ở chỗ này nó có một cái chỗ mà nó bị em thấy cái chỗ 15, 16, 17, 18 không? Dòng 15, 16, 17, 18 ấy. Em nhìn thấy là cái ngày chứng từ là ngày mấy? Ngày chứng từ là ngày mấy em thấy không? Tháng 3 năm nay. Tháng 3 năm 2020. Có nghĩa là sao? Cái này nó phát sinh năm nào? Nó mua vào năm nào? 2020. À. Thì cái này là cái này nó có nghĩa là như thế này này. Là cái đề ấy là lúc đầu ấy là nó có bốn cái món này ở mua vào. Nhưng mà sau hồi là bỏ bốn cái tờ này ra ngoài, trong cái tập tài liệu mình bỏ ra ngoài. Nhưng mà cái tài liệu này thì lại không có sửa cái này, không có bỏ đi bốn cái dòng này. Hình dung không? Là sao anh? Bây giờ như thế này này, có phải là 15, 16, 17, 18 á, là nó phát sinh năm 2020 đúng không? Đúng. À, nhưng mà trong hồ sơ mình không có bốn cái tờ hóa đơn này đúng không? Không đúng. Có bốn tờ hóa đơn đầu vào, nhưng mà mình vẫn hạch toán đưa vào phân bổ chi phí đúng không? Ờ, hay giỏi. Hình dung không? Hình dung không à? Hiểu và hiểu này, không mua này, không phát phí mà lại đi phân bổ, đi trích chi phí. Và thực sự là trong thực tế là cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Hình dung không? Cho nên câu chuyện á là mình sẽ làm từ gốc. Có chứng từ bao nhiêu, cứ nhìn thấy chứng từ thì mình mới làm. Cứ có chứng từ mình mới làm. Sau này nó sẽ xảy ra. Em hình dung này để tôi kể nghe. Alo giám đốc. Tình hình dạo này doanh thu mình cao quá mà chi phí mình ít quá giám đốc ơi. Anh xem anh đi sửa xe rồi gì mà anh không có lấy hóa đơn gì giờ để em còn hạch toán nha. Mua bảo hiểm rồi gì không có, không lấy hóa đơn gì, anh mất hóa đơn đâu hết gì anh. Bác em làm gì mà tội em dữ. Hiểu ý không hè? Yeah. À rồi, anh có hóa đơn đây. Để anh đưa cho em, nhưng mà giờ anh ở xa quá. À vậy thôi anh cứ chụp hình gửi em. Để có gì em làm trước anh. Rồi ok, anh đeo chụp hình. Rồi nhận chưa em? Dạ nhận rồi. Ok. Dưỡng xong sâu dữ. Xong mình hạch toán. Mình hạch toán xong. Cái là mình làm quyết toán xong. Không có công đoạn kiểm tra cái hóa đơn chứng từ với lại tờ khai, tức là mình sót cái khâu đấy, em hình dung không? Hiện tại bên tôi đang làm ấy là nó có ba kiểm soát, là có nghĩa là này. Hóa đơn ấy. Hóa đơn mà nhìn tờ hóa đơn coi đúng hợp lý hợp lệ pháp không? Tên, địa chỉ, mã số thuế đúng không? Con dấu có không? Em hình dung không? Có một bạn chuyên ngồi làm việc này thôi, không có làm gì khác, có làm việc này thôi. Rồi một bạn nữa là nhìn hồ sơ, đọc báo cáo này, coi thử có gì sai sót không. Hiểu ý không em?
coi thử số liệu nó có lệch không đấy. Và ví dụ như hợp đồng này có đủ không, thiếu không, đọc hợp đồng coi thử nó có gì sai không đấy. Rồi đi biên bản đối chiếu con nợ, nói chung là tôi để 4 người nhưng mà thiệt ra là nó sẽ là 3 người làm việc, hình dung không, đọc hồ sơ, đọc ra soát lại. Thì ý ở đây là câu chuyện tôi kể là một câu chuyện để cho mọi người nhớ mà neo cho thôi, chứ không phải là vấn đề nó là kể bịa đâu, nhưng nó là câu chuyện có thiệt à. Là cuối cùng là gì, 4 tờ hóa đơn dục mất mà mình lại quên, mình không kiểm tra. Ông hứa ông đưa cho mình nhưng mà thực sự ông bỏ, ông đâu có đưa mình đâu. Và không, cái đấy là một câu chuyện như cùng rất là nhiều trường hợp khác mà bây giờ em mua hàng của người ta rồi vì lý do gì đấy là nó thiếu cái địa chỉ hay gì đấy, à chị em gửi chị là đóng dấu giùm em chứ hóa đơn thì không đóng dấu, em đóng dấu xem trả lại em nha. À chị bảo hiểm bao lâu nhớ chị, tờ hóa đơn 10.186.364 đồng của em ạ. À. À em để chị đóng dấu xong chị trả lại em, đóng dấu xong không thay trả mà hạch toán vẫn cứ hạch toán, em hiểu ý không? Cái trường hợp sai chính là như vậy chứ không phải vấn đề em hạch toán đúng đâu. Không phải em tính số tiền đúng mà nè. Cái câu chuyện mà sai về mặt số học là một cái lỗi sai quá bình thường. Cái này là cái này là về năng lực không? Cái này nếu mà sai ấy, thì phải coi lại. Nhưng mà khả năng mình làm này nó ít sai, nó hiếm sai lắm. Hình như không? Bởi vì khả năng sai nó hiếm nhưng mà sai nằm ở chỗ là không có cái gốc gác ban đầu mà nó vẫn làm gớm này chứ. Đúng không? Cho nên việc của mình bây giờ là gì? Xóa 4 cái dòng này đi. Đồng ý không em? Câu chuyện kể là nó ảnh hưởng như vậy đấy. Và ví dụ như bây giờ hóa đơn mua vào vậy nha, hóa đơn mua thép đi. À anh, chuyển giùm em hóa đơn mua thép đi. Alo, trời ơi, anh kêu xúc cái hóa đơn cho cái công ty Hoàng Thiên gì đấy, 100 tấn thép, mà giờ đâu có đầu vào đâu xúc anh. Anh có đây em, đến chụp hình gửi qua. Rồi hóa đơn gốc á, là để bữa nào anh đưa. Anh hiểu không? Hóa đơn gốc để bữa nào đưa nha. Nhưng bây giờ là em không xúc ấy, là ai xúc? Em làm cái toán mà em xúc, ai xúc? Nếu mà em không xúc là triệu chứng của cái việc đòi nghỉ việc á, hiểu ý không? Nhưng mà có nghĩa là gì, mình vẫn phải xúc, nhưng mà hồ sơ nó vẫn đang sai, đúng không em? Cái gì nữa, giờ đâu có hóa đơn đâu, giờ chỉ là một tờ hình ảnh thôi. Cho nên là sau này việc của mình là mình phải ra soát lại cái việc đấy nữa. Mấy cái trường hợp đấy mình phải neo nó lại, ghi sổ mấy trường hợp đấy. Là sai những trường hợp đấy. Đó là kinh nghiệm là nằm chỗ đấy á, chứ không phải là vấn đề em tính số học đâu. Số học dễ rồi. Hình dung không? Mà sai số học á, nó lệch cũng không đáng bao nhiêu tiền hết. Nếu mà thực sự là dưới em, 4 cái dưới ra này. Lên xuống. Một phải cái đấy không? Phải ạ. Sao nó lên đấy hay à? Rồi ok vậy. Giờ có một cái ở trên nó hết. Tất cả mình đều làm đúng hết nha, nhưng vẫn sai. À, tụi em biết viết hóa đơn không vậy? À, bên em xuất hóa đơn điện tử ơi. À, biết gì bữa nay em chơi game không? Chơi game online, tôi đưa thông tin ra, mọi người viết hóa đơn. Chơi không? Viết ở đâu anh? Viết ở đâu? Thì viết trên giấy thôi. Không thì tôi đưa hình ảnh trên file Word ấy, viết trên file Word luôn. Anh cứ đưa đi. 50 ngàn hả? Dễ quá, cái đấy dễ quá, dễ chắc là 20 ngàn à, chắc cái đấy dễ quá mà. Nhưng mà tôi nghĩ anh, á, là tôi nghĩ anh, là mọi người sẽ cứ thử thách. Tôi nghĩ anh là mọi người sẽ bị thua. Luôn. Tôi khẳng định là mọi người sẽ sai. Chơi đi rồi biết. Ừ. Rồi. Để tôi gom cho nó nhiều nhiều đông đông gì vui.
tại vì vẫn câu nói đấy, nó sai không nằm ở chỗ đấy mà nó sai nằm chỗ khác. Ai có kinh nghiệm ấy, thì nó sẽ không sai, đúng không? Thì chơi để kiếm kinh nghiệm mà. Ok rồi, được tiền, vui lắm nè. Có tiền thì vui. Rồi để chúc mình có đầy đủ là làm luôn, làm liền. Ủa hình như mọi người không có ý là luật luật thuế hay quên hết rồi hả? Quên cái gì anh? Giờ tôi hỏi một câu luật thuế trả lời đúng không? Hỏi anh. Không, đâu giờ tự nhiên giờ không có hỏi được. Ý là để đến đây đủ đủ rồi chơi game rồi vui chứ tự. Nhưng mà ý là nhớ không ta? Chứ cũng không nhớ lắm đâu. Đây chưa đụng gì liên quan tới thuế nè anh. Em là về nhà cố gắng làm giùm cái tức là làm bài tập nhiều vô. Có gì đâu làm, em có bài gì đâu. Bữa anh dạy em hết rồi em có làm chưa? Em hiểu vấn đề, em mới làm được. Em hiểu vấn đề, em làm bài đâu. Chờ chút đủ tôi nói về vấn đề của em ấy, để sau này là cái kiểm điểm hay sao Tâm? Được không? Hả? Không hiểu trên đâu đấy mà, ta kiếm gì? Quay cho coi. Sao thấy nó mờ cầm vậy? Đó, bằng điện đó. Bật cái bóng ở trong nha, thì anh Sơn kêu nó tối quá, bật cái bóng ở trước cửa. Xấu nhìn trời ta khỏi thấy xấu sáng khóe thấy lộ điểm xấu hết. Hôm nay không có thằng nào đâu đấy lễ ba đơ à, hôm nay không có thằng nào đâu khỏi cưa. Có ông buồn á à. Ông đâu bị sướng á à. Nói bình thường, tôi bị hoài em nè, tôi bị hoài có gì đâu. Em chào anh chị. Tôi ơi, em chào anh chị đâu mà chào. Ông chưa bị sướng à. Ủa đang làm mấy là ai? Của ai vậy? Của chị thì... Em làm mấy bài tập rồi Phượng? Em làm Tâm đang làm cái phần lương. Hả?
lương. Ý là số 2 đúng không? Yeah. Còn bữa sau anh dạy thì là đứa làm bài số 2, đứa làm bài số 1. Mới công trì trệ tụi nó nữa. Thì đấy, để cho em nỗ lực đấy, là về nhà làm bài tập thêm đấy. Em xin một cái nãy Phượng là có chuyện với Phượng. Cái đâu chị? Của chuyện cái đâu chị? Ba này có chuyện gì ba? Không cụ ba sản, các sản có định không? Không bộ chi phí trả trước à? Phượng, ủa bài bài của Phượng gửi lên chưa? Dạ, cho cái mấy em không lâu đổ để em gửi anh coi mình nha. Thì À, là gửi đây rồi con xong không á có không là kịp người quá. đấy là Phượng xem bài của Tâm nghe, xong rồi Tâm xem bài của Phượng. Anh kia, cái mấy của em thì em không có thốt ra được á anh. Trời má Em ơi. thốt ra là mất dữ liệu. Mới công nhập lại nữa. Gia đang lập nhập đỡ dở bài số 2 À, đấy thôi em anh. làm tiếp đi, em làm tiếp đi. Em gửi tin Là Tâm xem bài của bên này, Tâm. em bị sai đâu Chạy sửa. Có ở đâu? bộ chi phí trả trước Rồi. em không. À, tiếp nha. Tiếp này, tiếp này. Tiếp là cái chỗ mà phí là phí ấy. 3 triệu ấy. Thấy không? Là phí 3 triệu. Không. À, thêm một cái bút toán nữa. Nợ 642 có 3339 ấy. Vô phiếu kế toán em. Là có Nợ chuyện tới đây á 642. hả? À, nợ 642 có 3339. Giờ Con như đó thế là này anh cuối kỳ là mình những kết chuyển những số liệu nào anh, cứ làm số đi liệu nào mình cần phải kết chuyển. thì theo đơn vị này nè, theo đơn vị này là những cái khoản đấy tôi đang đọc từng cái một đó, tài liệu thì cũng gửi Ý qua là em rồi, giờ là em đang sao nếu em như mà anh không thì tụi em sẽ như thế nào á? sao Nếu như mà anh không đọc á thì nhìn vô bản công tố phát sinh tụi em sẽ biết chuyển từ cái nào qua chi phí á. nếu 42 mà đúng không anh? thì bây giờ em cứ đóng đi quay lại quay bản cân đối ấy, em thì đây này, Cân đối đi ví dụ anh. như bây giờ này nếu mà nói theo cái bài tập này ấy, thì bây giờ là em cứ lấy vở ra ghi đi, mọi người ghi luôn là 1562 này. Phượng có nghe không ta? Có À, cho nó bị đứng là cuối hình kỳ cái kết mặt. chuyển anh. Bị đứng hình cái mặt. Không phải là vấn đề kết chuyển mà vấn đề là có nghĩa là mình cân đối lại những cái chỗ này, còn kết chuyển á là nó chỉ kết chuyển về phần doanh thu chi phí thôi. Dùng từ kết chuyển là doanh thu chi phí thôi, còn cái này là đưa vào chi phí những cái tài khoản mà hay bị sót thôi. 1562 này. Rồi tiếp nữa này là 214 này. Rồi 242 này. Rồi 3339 này. Gì 3339. vậy? Hoặc là Là 3338. Thì những cái đấy nó sẽ đưa vào chi phí. ba ba bốn mà anh Không không. Không có 3334.
2, 214, 242, 339, 3339, 3338. Rồi, giờ em vô mà phòng đấy. Vui vào chi phí này lúc nào anh? Cuối tháng hả? Cuối tháng. Yeah. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Mấy phần này tụi em biết không mà? Mà căn bản là giờ là tinh thần á, là giờ là cái phong cách của ông ba nó khác. Đúng không? Rồi làm cái phần nợ 642 có 3339 thì ba. Cái phí lệ phí hả? Mấy cái tiền nợ phạt anh ạ? Cái này là mình đưa thẳng vô, mình không qua tài khoản trung gian, mình đưa thẳng vô chi phí được không? Là cái gì em? Cái khoản phí lệ phí mặt tiền thuế rồi, như mấy cái tiền khoản nộp phạt rồi đó. Trong hồ sơ mình có không? Trong hồ sơ mình có không? Em đang hỏi ví dụ như bây giờ mình nộp tiền thuế á, thì khi nào mình đưa vô 811, khi nào mình đưa vô tài khoản trung gian rồi mình có chuyển qua 642. Cái phần mà bên cái tiền thuế của em ấy, nó có hai phần là tiền thuế và tiền phạt, đúng không? Tiền thuế thì thuộc khoản mục nào thì em đưa thuế của khoản mục đó, ví dụ thuế giá trị tăng thì em đưa vào đúng. Là 3331, đúng không? Còn cái khoản mà phạt thuế thì em đưa vào chi phí khác, rồi sau đó mình loại. Mình đưa thẳng vô 811 được không? Thì đưa thẳng vào 811. Đưa thẳng vào 811 luôn, tại vì đó là khoản phạt. Còn nếu như mình đưa vô tài khoản trung gian xong mình chuyển qua là 642 hả? Hay là mình đưa vô 811? Có nghĩa là chỉ có cái tiền mobile ấy là em đưa vào chi phí thôi. Tiền thuế nào vậy thì chỉ có một bài là em đưa vào chi phí thôi. Là đưa vô hàng xấu hả anh? Hả? Thì nó là tính được tính vào chi phí. Khi nộp phạt đâu có đưa vào chi phí được trừ đâu. Khi nộp phạt thì vẫn đưa chi phí nhưng mà nó không phải là chi phí được trừ. Hình như không cả nha? Vậy là mấy cái khoản nộp phạt kia là mình sẽ đưa vô là 811. Ừ. Còn chỉ có nộp phạt của phí là phí môn môn bài mới đưa vô chi phí để mình loại trừ 642. Để được trừ, để là chi phí được trừ chứ không phải loại trừ. Loại trừ là khác. Chi phí được trừ. Ok không? Không hiểu hỏi lại nha. Chứ mà chi phí loại trừ ba trả lời là chi phí loại trừ đúng không? Em mới trình bày là chi phí loại trừ đúng không? Không, ý ha, em nói là những cái ví dụ như em đập tiền thuế đi, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuế trị gia tăng đồ đó. Nhưng mà em nộp bị trễ hạn,
Thì em sẽ bị nộp phạt là tiền chậm nộp đúng không? Tiền chậm nộp đó là em sẽ đưa đưa vô tài khoản, cũng có thể em sẽ đưa vô tài khoản trung gian rồi em đưa thẳng vô tài khoản 811 luôn. Không được tù đâu có đưa cho chi phí đâu mà ấy trung gian chị. Ba ba chín vẫn đưa được mà. Không, chi phí không được trừ này anh nói bỏ vô. Một một đó. À, như Ý thế này là nha. đưa thẳng vẫn được nhưng mà mình đưa vô tài khoản không gian sau đó tiếp tục cái bước tiếp theo là vẫn ok chứ đâu có sai. Một phạt đâu có cái gì. Ôi, cái này rõ chưa? Đâu vậy? Không hiểu ý ba. Ghi 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 số cái này anh, rồi bữa nào giải cho này được không? Rồi đây giờ mình tự đặt má hả anh? Ừ. Cái này diễn giải vậy sao anh? Có chuyển hả? Thì chết được không? À, tích môn bài tích lệ phí môn bài tích lệ phí môn bài và chi phí quản lý. Rồi qua em, qua bản cân đối đi, đọc bản cân đối đi. Rồi, phí lệ phí á, có nghĩa là như thế này nha. Cái chi phí, cái tiền thuế giá trị gia tăng nè, thuế thu nhập nghiệp nè, là môn bài ấy. Thì có môn bài là đưa vào chi phí thôi. Được không? À, chi phí được trừ là chỉ có cứ Chi phí được trừ là cái môn bài này là đưa vào chi phí được trừ. cái thuế thu nhập doanh nghiệp là nó đã trừ được cái chi phí trong đó rồi À, thuế thu nhập doanh nghiệp bỏ qua. thu nhập doanh nghiệp vậy. Rồi bây giờ là nói thêm cái chỗ mà nãy ba nói luôn này, trả lời luôn cho không rồi là bây giờ là tiền mà mình bị ví dụ như tiền mình phải nộp là 50 triệu. Tiền thuế giá trị tăng 50 triệu của cái tháng quý 1 ấy là mình phải nộp. Nhưng mà tới quý 2 mình mới nộp. Và bây giờ nó phát sinh tiền tiền là 50 triệu cộng với lợi 3 triệu là tiền bị phạt. Đúng không ba? Rồi, đề bài nó như vậy. Và bây giờ 50 triệu á, là đưa vào là thuế giá trị tăng thì vẫn cứ hạch toán bình thường là 3331. Được không? Đúng. Còn 3 triệu Được. đưa vào đâu? Điều 811.
3 triệu đưa cho 811. Và sau này cái chi phí 3 triệu đây là không được đưa vào chi phí được trừ. Rõ. Vậy là tiền chậm nộp của thuế mobile mình đâu đưa vô chi phí được. Tiền cơ bản là ghi một câu cho tổng quát này, là không phải là tiền chậm nộp của cái phần đấy khẳng định. Tức là tôi đang nói trên tinh thần tổng quát hết toàn bộ mọi thứ luôn. Còn em đang hỏi có một ý à, tôi đang trả lời tất cả luôn. Còn câu trả lời cho em cho cái phần đấy không ấy, là tiền chậm nộp mobile là đưa vào chi phí khác và chi phí đấy bị loại. Hình dung không? Tương tác. Toàn bộ chi phí khác là lấy không được trừ hết à? Rồi một câu hỏi nó cũng là câu hỏi này là trả lời mà nghe mọi người, nghe bạn hỏi không, nghe bạn Ba hỏi rồi, nghe bạn Phượng hỏi không cả nhà. Hai câu hỏi khác nhau nha, hai câu hỏi nguy hiểm này. Một là tiền chậm nộp môn bài ấy là đưa vào chi phí được trừ, đúng hay sai, được không em? Tức là tiền chậm nộp môn bài là đưa vào chi phí được trừ là không đúng, nó không là chi phí được trừ, được không em? Cả nhà đồng ý nha. Tiếp thứ hai là toàn bộ chi phí khác là không được trừ, là đúng hay sai? Là không đúng. Nghe từng câu từng chữ nha. Sai. Mọi người hiểu không? Yeah. Hai câu hỏi của hai đồng chí giống như là đang đi thi thủ khoa nha, hiểu không? Yeah. Hiểu không? Chi phí khác không phải cái nào cũng bị loại. Chi phí khác của cái ông chậm nộp ấy thì bị loại. Tức là những ông nộp phạt, những ông nộp chậm là những ông đấy á, là toàn bộ là bị loại hết, là bị không được trừ. Hình dung không? Ý này trả lời là trả lời tổng thể là cái nào chậm, cái nào mà bị phạt là không được trừ. Được không em? Ok. Ghi vô nha. Ok mà không ghi vô hết. Dạ, ghi dùm vô, ghi dùm. Write down, ghi dùm vô. Ghi rồi. Rồi, ghi rồi. Và không phải toàn như bộ trước khi mình đưa cho 811 mình vẫn... Nói em. Nói em. Ủa, như sao? Trước khi mình đưa cho 811 mình đưa vô tài khoản trung gian. Không cần đưa cho tài khoản trung gian. Nhưng mà hiện tại bên em đang đưa vô tài khoản trung gian rồi hạ tốn qua bước kia. Thì đưa vô cũng được. Nhưng mà có nghĩa là đưa vô để quản lý nó là của cái tiền đó là tiền gì thôi. Tại vì bản chất nó không phải là tiền thuế, nó là tiền chậm nộp, tiền bị phạt. Hình dung không? Bản chất nó là tiền bị phạt, tiền chậm nộp. Ví dụ như bây giờ em bị truy thu tiền thuế hay thanh tra kiểm tra tiền truy thu tiền thuế giá trị gia tăng. Mặc dù nó là tiền phạt nhưng mà nó là tiền truy thu tiền thuế giá trị gia tăng. Thì nó là 3331. Tức là nó là 3331. Ok. Nhưng ở đây là tiền chậm nộp. Ba nó gặp nhiều quá cho nên là nó có rất là nhiều cái tình huống. Não nó xoắn lắm. Đúng không? Sao đứng hình hết vậy ta? Mạng lắc hay? Mạng ai bị gì vậy? Hello, cả nhà còn nghe không? Cảm ơn.